Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim Underdog nhận được 6 đầu token Adventu. Số ký hiệu là ADV. Số tập một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 17 triệu. Đã có 210 tập bản order. Đã phát sinh 499 lượt giao dịch nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimunderdog.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu token ADV, số token 18 nha. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimunderdog.net vừa nãy mở. Tìm tới bước 2, nhấp vào link rút các bạn gọn đây. Để nhận token nhé. Rồi, các bạn kéo xuống phần bên dưới này. Rồi, chương trình Underdog mất kết thúc vào 125 ngày nữa nhé. Các bạn có điều kiện, các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.05 BNB mua đồng token này để hold vào tích trữ lâu dài nhé. Mọi cần làm các bạn nhấp vào đây, yêu cầu Underdog. Rồi, nó bắt kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ví ra là 0.00605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimunderdog.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Thì đây là những cái kèo sổ số để chờ ít nhiều lần tài khoản về sau, các bạn có điều kiện thì cứ claim thôi nhé. Đừng nên bỏ lỡ một cái cơ hội nào trong cái thị trường tiền điện tử này. Ở đây mình có dùng 3-4 ví như khác nhau để mình chứa cơ, cứ thoải mái mà có được 4 ví. Cứ thoải mái mà cả làm thôi. Biết đâu được mà mai sau nó có ít nhiều này tài khoản mình lại có còn vốn nhỏ không vậy, đúng không ạ? Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 6 đồng token ADV. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.